Ok, chào mấy bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục quay clip phi bài chém hoa quả các bạn. Sớm giờ mình đi ra chợ mua những trái cây này nè. Thanh long, dưa hấu, mận rồi nè. Mình mua linh tinh nhiều lắm. Rồi hôm nay mình sẽ quay clip, tiếp tục quay clip phi bài cho các bạn xem nha. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu nha. Rồi mình nghĩ trước tiên là mình sẽ phi trái đồng bắp này nha các bạn. Sẽ phi phần lá bài này. Đang thử đó xem cho mình có phi tức không nha. Giờ tiếp tục là mình phóng trái mận này nha các bạn. Mận này khá là to luôn đó. Giờ là trái mận này khá to mấy bạn. Giờ mình cắt 1/4 rồi. Cho nó nhỏ gọn hơn xíu. Rất là ngọt nha. Còn đây là quả mướp mình đã gọt vỏ nha mấy bạn. Mình gọt vỏ rồi để mình sẵn mình nấu canh luôn. Mập như mình vậy đó.
ra mình nghĩ là mình phi nó găm vào thôi chứ nó không có xuyên qua được nha mấy bạn. Mình đoán là vậy.